thiết thực chào mừng kỷ niệm 78 năm ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam 22 tháng 12 năm 1944, 22 tháng 12 năm 2022 và kỷ niệm 45 năm thành lập Đài Phát thanh Truyền hình Vĩnh Long 22 tháng 12 năm 1977, 22 tháng 12 năm 2022. Sáng nay, Đoàn ủy Đài Phát thanh Truyền hình Vĩnh Long phối hợp với Đoàn Thanh niên Công an Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tổ chức giải chạy việt dã Truyền hình Vĩnh Long Ren 2022. Tham gia giải có hơn 300 vận động viên là cán bộ, viên chức, đoàn viên thanh niên của Đài Phát thanh Truyền hình Vĩnh Long, Công an và Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh. Các vận động viên tùy theo sức khỏe tham gia từ 1 đến 4 vòng chạy xung quanh công viên Truyền hình Vĩnh Long với cự ly một vòng là 800 m. Đây là năm thứ 2 giải việt dã Truyền hình Vĩnh Long Ren được tổ chức nhằm tạo sân chơi lành mạnh cho đoàn viên thanh niên các đơn vị, tạo dịp gặp gỡ, giao lưu, gắn kết. Hoạt động này cũng nhằm khuyến khích đoàn viên thanh niên thực hiện tốt cuộc vận động mỗi thanh niên 10.000 bước chân mỗi ngày, giúp đoàn viên thanh niên rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại. Thông qua giải chạy việt dã, các vận động viên cũng đã quyên góp hơn 45 triệu đồng gây quỹ Truyền hình Vĩnh Long Ren dành tặng cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn vào dịp đầu năm mới 2023.